chúc bình an đến mọi người. Kế đến, tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện cho tôi có một hôm nay ở chỗ này với quý vị. Thời gian qua đi thật mau, mới thoáng một cái thôi. Thế mà đã 35 năm qua đi, và bây giờ tôi đã trở thành một ông chủ nhà. Không còn năng động như thời quý vị còn ở trong trại si cứu nữa. Trong suốt hơn 40 năm làm linh mục của tôi đã được vinh dự để phục vụ cho người Việt Nam đi nạn được gần 40 năm. Thiên Chúa đã lấy riêng tôi là trên đất Thái Lan để phục vụ người tị nạn Việt Nam. Tôi tạ ơn Thiên Chúa về điều đó, và đồng thời tôi cũng phải cảm ơn quý ông và quý anh chị em nữa. Bây giờ có cơ hội phục vụ này, nó làm cho cuộc đời và lý tưởng linh mục của tôi có thêm ý nghĩa. Tôi không dám nghĩ là mình sẽ có công đức gì trong việc làm đó. Tôi chỉ bắt chước thấy chị Thánh Giê-xu thôi. Ngoài bốn phần với Thiên Chúa, tôi có nghĩ nó còn là bốn phần của cá nhân tôi với đồng bào ruột thịt của tôi. Khi họ đang gặp hoàn nạn khó khăn, công việc ấy tưởng là đã chấm dứt cấp đây 20 năm trước, khi các trại tị nạn bị cao vị tị nạn chính thức đóng cửa. Trên thực tế nó vẫn còn tiếp diễn ra đến ngày hôm nay. Trên đất Thái Lan vẫn còn hàng trăm anh chị em đang sống rải rác đổ đầy trên đất Thái Lan. Năm ngoái với sự giúp đỡ của rất nhiều người, trong đó có luật sư Trình Hồi, chúng tôi đã đưa được 105 người sang đi sang định cư ở Canada. Sau nhiều năm vẫn đồng bào với chính phủ Canada và tổ pháp lý, cuối cùng 105 người đã được ra đi. Hiện nay còn nhiều anh chị em bất hạnh khác họ vẫn còn đang sống bất hợp pháp, họ còn rất nhiều khó khăn về mọi mặt. Kinh tế gia đình, giấy tờ hợp pháp để sống, để đi lại, để làm việc, con cái để đến trong trường học, họ giờ bị thiếu thốn, họ không được hưởng những cái mà người bạn xứ họ được hưởng. Khi gặp khó khăn thì họ lại chạy đến với tôi rất thương họ và muốn làm tất cả cho họ, nhưng khả năng tôi không có. Tôi chỉ cố gắng hết sức và làm bất cứ cái gì có thể để giúp đỡ họ. Sự giúp đỡ của tôi nó rất là nhỏ bé so với những nhu cầu mà họ cần.
tôi thì được tin là này hay tí ấy được một ít thì nó cũng là bớt được một ít, còn hôm nay là không có tí nào, đó là điều mà tôi đang cố gắng để làm. Kính thưa quý vị, 35 năm trước đây hẳn là không ai trong quý vị dám nói rằng mình sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp và thành công như ngày hôm nay. Cảm ơn quý ông bà đã cảnh cầu rằng anh trên vùng đất mới. Cảm ơn các em nhỏ trước đây. Chắc chắn bây giờ các con không còn nhỏ nữa, không nữa rồi. Bây giờ các con đã làm những người trung niên có bằng cấp, có chức vụ cao ở bên ngoài xã hội. Quý vị đã làm rạng danh người Việt Nam trên xứ người. Cá nhân tôi cũng được hưởng lấy tiếng thơm đó. Thưa quý vị và những người may mắn nhất vì đã được sống trên một đất nước giàu có và an toàn. Và an toàn nhất ở trên hành tinh này. Con cháu quý vị có đầy đủ một phương tiện để đi đến trường học hành, giấc mơ mà dưới dân mà người dân ở các quốc gia khác không có được. Quý vị có thể được thế hệ thứ hai, thứ nhất, nhưng khi đến đây thì còn chỉ con trẻ và rất nhiều người cho thế hệ thứ hai thì cũng đã trên dưới 30 tuổi rồi, đã có những thành công vượt bậc. Ở mỗi lần vừa trên đất nước này, những người lớn tuổi tuy có hơi vất vả một tí, nhưng sự vất vả ấy đã được tương xứng. Nhìn bản những người còn đang sống trên đất nước Việt Nam thì mới thấy được chúng ta may mắn biết là chúng ta được nào. Chúng ta phải tạ ơn Chúa, tạ ơn trời Phật và trời Phật đã đưa chúng ta đến đây để chúng ta được sống trong tự do, được sống trong an toàn và được hưởng mọi thứ tốt nhất của con người. Khi chúng ta đã ăn cơ lạc nghiệp rồi thì xin cũng đừng quên những người đang đau khổ, đang thiếu thốn. Xin hãy bàn tay giúp cho họ để họ có cơ hội sống nhau một con người thêm. Tôi nghĩ đó mới là cách chúng ta trả ơn đến đáp lại những ơn đền mà chúng ta và gia đình chúng ta đã đảm nhận từ những người hảo tâm và từ trời cao đã ban cho quý vị. Xin được chúc mừng sự thành công của quý vị. Một lần nữa tôi xin được chúc mừng tất cả anh chị em. Xin chân thành cảm ơn ban tổ chức.